Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại các văn bản về một số ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2025. Theo phương án của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ, Tết Nguyên đán năm 2025, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Theo đó, công chức viên chức người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày, từ thứ Hai ngày 27 tháng 1 năm 2025 đến hết thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2025, tức 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Tuy nhiên, do năm 2025, cả 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào các ngày làm việc trong tuần, nên người lao động được nghỉ thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần, trước và 2 ngày nghỉ sau nghỉ Tết. Đối với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, công chức người lao động nghỉ liên tiếp 5 ngày từ thứ Tư đến hết Chủ nhật, tức 30 tháng 4 đến 4 tháng 5 năm 2025, do hoán đổi ngày làm việc từ thứ Sáu ngày 2 tháng 5 năm 2025 sang thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 rơi vào thứ Hai ngày 7 tháng 4 năm 2025, nên công chức người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, do 2 ngày liền kế trước kỳ nghỉ là ngày nghỉ hàng tuần. Lễ Quốc khánh năm 2025 nghỉ ngày 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước, tức kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ 30 tháng 8 đến hết 2 tháng 9 năm 2025. Ngoài ra, Tết Dương lịch năm 2025 rơi vào thứ Tư ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo đó, Tết Dương lịch năm 2025, công chức viên chức và lao động được nghỉ 1 ngày. Như vậy, cho năm 2025, công nhân viên chức người lao động sẽ được nghỉ 22 ngày hưởng nguyên lương.